Xin chào các bạn. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ cosplay hầm chứa của bạn Hoàng nhé. Bạn ý là một cái thành viên mới trong clan của mình. Cùng xem đồ của bạn ý như nào nhé. Panther với đôi M12 này. Gatecrasher siêu pháo 16 một bên này. Sao đang khá là thấp. Một con shirt với bệ tên lửa 8. Guardian với bệ pháo 8 cả 12. Và Brick với cái đôi với vòng cung 12 cả 6. Rồi ok nha. Mình tham gia giải đấu nha. Cái gì đấy? Hôm qua mình xem lại cái thông tin của khẩu tính điện vòng cung ấy các bạn. Thì nó là được à? Đợi chút xíu nha. Không được. Ơ thanh niên này. Quá. Anh bạn ơi. Anh bạn di chuyển lộ liễu quá. Hôm qua mình xem lại thông tin của khẩu vòng cung thì nó là như thế này các bạn nhé. Có nghĩa là cái tầm bắn tối ưu cả tầm bắn tối đa của nó là như nhau. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn lắp cái ghép lên ấy thì nó sẽ tăng cái tầm tối đa của các bạn lên. Thì các bạn sẽ bắn với được hơn. Nhưng mà cái tầm bắn tối ưu ban đầu ấy thì nó vẫn là từ 0 đến 30 nhá. Có nghĩa là cái tầm bắn tối ưu cả cái tầm bắn tối đa của nó trong mô tả đều là đến 30 mét. Đấy, khi mà các bạn lắp cái ghép vào thêm ấy thì nó sẽ tăng, nhưng mà tăng ở đây là tăng cái tầm tối đa nha các bạn nhé. Đây bây giờ phòng đĩa vẫn bắn như này rất là đau, để xem nào sau khi chỉnh sửa thì nó như thế nào nhá. Ok đứng đây này, chốc mình sẽ dùng vòng cung. Hình như ở đây có đúng không? Thử phát này. À, không có. Đây khá là đông này. Mình rất muốn nhảy lên đây nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa có cái gì nhé. Không được, bắn đây không được. Đông nhỉ, nhìn ngon thế. Đó, sát thương cao nha. Cái này, rồi ok. Rồi nha. Đâu nữa nhỉ? À, tiếp. Này nó bắn đau dã man. Tầm 2, 3, nói chung 20 đến 30 sát thương khi mà bắn đập sau lưng đường như vậy. Xem nào. Đó, các bạn thấy sát thương trắng không? Sát thương trắng không? Có nghĩa là sau này chắc mình nghĩ là nó sẽ toàn sát thương trắng như vậy ấy. Nếu mà các bạn đấm bắn đập vào tường ấy, nó sẽ chỉ toàn là sát thương màu trắng thôi ấy. Không có sát thương cam nữa. Rồi thử vòng cung nha. Cái sát thương màu cam là sát thương nó cao ấy các bạn. Như kiểu là gọi vui với liên quân, gọi là tỷ lệ chí mạng nó nổ ấy. Còn sát thương trắng là sát thương cơ bản. Đấy, sát thương cơ bản ban đầu. Rồi bình tĩnh nha, có con hemlock này khá là... Rồi tầm 40m nha, 40m. Đấy, tầm này thì cũng ta cũng an toàn rồi. Ra đây. Ôi kìa, đi ra đây, phí kỹ năng của mình ghê. Mình sợ cái con hemlock này nó phá mình quá. Rồi nó dùng kỹ năng rồi. Ok. Đây đây anh bạn này, ô Zephyr à. Chơi luôn, không được, không được, không được, bình tĩnh nha. Ô có brick, tăng kỹ năng, tăng sát thương. Rồi. Đó nha. Hiện tại tầm gây sát thương mạnh nhất của vòng cung là 20m. 20m các bạn nha. 20m. Hiện tại mình đang chơi này. Đấy có nghĩa là 40m mình đang bắn là bắn với nha. Đây là sát thương cao. Ui, nó có bích này. Mình từ từ nha. Ui giời, cái gì đây? Giật cả mình. Đây mình bắn được lên tầm 55 gần 60 gì đó. Nhưng đấy đều là bắn với thôi. Nó đều là bắn với thôi. Đâu rồi? Ui, bên đây là 8 cũng khỏe gớm nhờ. Sau đó anh bạn ấy... Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây. Này, ui, không được các bạn ạ. Cố quá. Bị con này nó chặn. Nó khóa lại rồi, còn đâu nữa. Mình chơi bệ pháo đi, nói chung là cứ chơi đi mấy khẩu này đi. Trải nghiệm nhé. Trải nghiệm nào. Đây này, bắn lên đây này. Đợi, sát thương vàng nhé. Nó có 3 kiểu đúng không? Rồi, trận này mình thua. Chốc mình ra mình xem lại chút xíu nhé. Một cái là sát thương trắng này, một cái là sát thương vàng, sát thương cam à. Chơi nhiều ít khi để ý quá. Đâu rồi? Đây 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 đây.
Đợi con này nó bắn đấy nha, rồi nó bắn này. Đó, né nha, né nha. Không là vỡ mồm ấy. Đây, sát thương, đúng rồi. Một cái là sát thương trắng, một cái là sát thương cam, còn một cái là sát, nhập một cái sát, ui, quá là kinh khủng cho cái khẩu Disruptor này luôn á. Mình xoay người như thế rồi mà nó không ăn thua. Ui, khiếp. Sao nó khỏe đấy nhỉ? Con này của mình phun sao tím chứ đùa gì đâu. Tại sao nó khỏe vậy? Dù gì con Brick này của mình cũng phun sao tím mà. Sao nó lại khỏe như vậy nhỉ? Thực sự là... khó chịu rồi nha. Khó chịu rồi đấy. Con này có gió này. 50m là vừa nha. Ok, hơi vướng. Rồi đây. Hơi với. Vẫn hơi với. Cố lên. Ôi, được không? Không được kìa, còn một chút kìa. Cày thế nhở? Chút xíu nữa thôi là được rồi. Nhìn nha. Đây. À, anh bạn này. Hello bạn nhỏ. Này, cái bắn này ok. Rồi, xong. Xong mình luôn này. Chả có nhẽ là phải lôi bắn tỉa ra để chơi à? Không muốn đâu. Rồi. Bọn này nó khôn cơ. Ơ kìa, vướng thế. Kìa. Ok nha. 2 điểm nữa kìa. Đơn. Ui. Tiếc cho mình ghê. Rồi, vẫn MVP nha. Trận tiếp theo nha mọi người. Lại gặp lại anh bạn này. Cái gì nhỉ? Nãy mình có xem lại cái chú thích về sát thương đấy mọi người. Đợi nó đến cái đã nhá. Nãy mình có xem lại cái chú thích ấy thì nó ghi là kiểu sát thương màu cam ấy là sát thương trong cái tầm tối ưu. Đấy. Còn sát thương ở bên mặt sườn ấy thì là sát thương kiểu màu nó hơi đỏ ấy. Mình bấm này quá. Đấy, màu nó hơi đỏ. Còn sát thương sau lưng thì nó cũng màu đỏ đỏ như vậy. Nhưng mà ở bên sườn là 1.5. Có nghĩa là X 1.5 ở đấy. Mình lại cứ bị quên thói bấm Panther là thế nào nhỉ? Đấy, đây này, sát thương đỏ cái kìa các bạn thấy không? Đấy, kiểu đỏ đậm mà. Ờ, sát thương đỏ đậm. Ở giữa màu trắng còn viền là đỏ đậm ấy các bạn. Thì đó là sát thương bên hông, cả bên phía sau lưng. Thì nó là bên hông là 1.5, còn phía sau lưng là x2 lần sát thương. Đây anh bạn này. Đó. Đấy. Còn cái sát thương màu vàng ấy, màu vàng, màu cam cả cái chữ ấy, thì là sát thương trong cái phạm vi chuẩn. Đấy, đây, cái màu vàng ấy, thì là sát thương trong phạm vi chuẩn, là mức sát thương tối đa. Đấy, mà vũ khí có thể gây ra, thì nó ghi là như vậy. Nhưng mà một số lúc mình bắn thì nó ghi là sát thương cao, nó cũng màu như vậy, nên là mình thấy là cái mô tả là chưa có chuẩn chỉ, chưa đúng. Đây này. Đây không phải là gấp đôi sát thương đâu nha các bạn nha, mà là sát thương cao đấy. Có nghĩa là nếu mà các bạn đây là mình đang nói về cái theo cái logic mà game nó miêu tả đấy nhá, là khi mà bắn ở trong tầm dưới 60m với phóng đĩa này, dưới 60m thì nó vẫn nổ như vậy. Có nghĩa là cái sát thương ý là cái sát thương cao trong tầm, chứ nó cũng chẳng phải là sát thương sau lưng hay gì. Tại vì theo như game mà chủ thích ý, thì là sát thương sau lưng nó màu đỏ đậm thôi các bạn ạ. Màu đỏ đậm thôi. Đấy, cái màu cam vừa rồi thì vẫn là cái sát thương tối ưu trong phạm vi. Sát thương tối đa trong phạm vi tối ưu. Đấy. Nói thêm để cho các bạn hiểu nhá. Thực tế là mình thấy nó có 4 màu cơ. Ở trong miêu tả thì nó miêu tả 3 màu thôi, nhưng mà Ui, cái gì đấy. Nhưng mà thực tế mình thấy nó có 4 màu cơ. Sao mình không phế hàng rào con này như này nhỉ? Mình tập trung mình nói quá. Đây, mình bắn các bạn xem nhá. Đấy các bạn thấy không? Sát thương trắng này. Đấy, sát thương trắng nhưng mà nó có cái viền màu đỏ đậm ấy. Thì đấy là sát thương ở sau lưng và cạnh sườn các thứ nha. Đây. Đây là mình đọc theo nó miêu tả như vậy nhá. Rồi đâu rồi?
Nghe tiếng bệnh phá 16 á. Ui. Đấy, sát thương đỏ đỏ đấy. À, sao nhỉ? Gọi là cái viền màu đỏ ấy. Còn cái chữ bên trong màu trắng ấy. Đấy là sát thương gây ra ở phía bên mạn sườn cả sau lưng nha. Còn sát thương cam là sát thương tối đa trong phạm vi tối ưu. Đấy, kiểu như này. Đấy, sát thương cam này này. Còn nếu mà lúc nào mà nó ghi là sát thương cao ấy, kiểu như các bạn dùng Stalker hoặc là Brick ấy, các bạn tấn công ấy, thì nó sẽ có cái chữ sát thương cao đúng không? Đấy, nó nổ sát thương cao ấy. À, ra đây chơi nào. Ra đây chơi. Này thì chơi này. Hoặc là các bạn bắn... À đâu, không phải, nhầm. Kiểu những con nó có tỷ lệ... Đây này, đam cao đây này, đam cao đây này, do mình có kỹ năng ấy. À, định solo à? Ôi, mình thua kèo rồi. Đấy, khi mà mình dùng kỹ năng thì nó ghi là đam cao ấy các bạn. Để cho mọi người hiểu nha. Mình bật mấy cái này lên thì cũng để cho nó nổ cho đẹp thôi chứ. Quan tâm nhé. Hôm nay nói cho các bạn nghe thôi. Gỡ hòa một đều nha. Vẫn là Guardian. Đây này, trước khi kết thúc video mình bật cái này cho các bạn xem nhé. Đây, sát thương màu vàng đây này. Đấy là trong cái tầm bắn tối ưu. Để sát thương tối đa nhá. Tầm bắn sát thương tối đa. Còn cái sát thương màu trắng này này là sát thương chuẩn. Thật ra ở đây ý là kiểu là cái mức sát thương cơ bản ấy, chứ không phải là sát thương chuẩn bỏ giáp như trong Liên Quân đâu. Đây còn bắn bên hông này, cả bắn sau lưng đây này. Bắn bên hông là 1,5 lần sát thương này, gấp 1,5 lần sát thương này là màu nó như thế này nha. Còn bắn ở phía sau này thì nó gấp 2 lần thì màu nó kiểu nó đậm hơn đấy, nó khá là khó phân biệt đúng không? Hầu như là những cái pha sát thương cao nó đều có màu như này. Nên là mình thấy là nếu mà theo như mình đọc ở đây thì trong cái tầm dưới 60 ấy mà các bạn bắn phòng đĩa thì nó vẫn nổ đôm đốp như vậy thôi. Tại vì sát thương nó có bị giảm đâu, đúng không? Sát thương phòng đĩa nó có bị giảm đâu. Nên là nó bị giảm cái vùng nổ ấy, nhưng mà những cái pha mà nó bắn gần như vậy thì mình nghĩ nó vẫn nổ đôm đốp như vậy thôi. Chỉ có ví dụ các bạn bắn dựa trên 70m chẳng hạn thì mình nghĩ là cái này nó sẽ nổ ít hơn. Đấy là cái dự đoán của mình là như vậy nhá. Bệ pháo cả vòng cung thì nó đang chuẩn bị bước qua một cái sự thay đổi mới. Nên là tầm này của bạn Hoàng thì mình đã dùng hai cái combo này nhiều hơn. Còn những cái còn lại rất là khỏe nhưng mà mình không có dùng để muốn coi như là một cái gì đó lưu giữ lại. Cũng như là nói thêm về những thứ mà bấy lâu nay chúng ta không quan tâm. Để các bạn có điều gì muốn phân tích thêm thì các bạn phân tích nhé. Mình biết trên kênh của mình có nhiều bạn thích kiểu phân tích lắm. Nên là mình cứ nói, các bạn mà muốn phân tích thì cứ hãy bình luận bên dưới video này nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.